Chào mừng các bạn đến với kênh PDNIgen Channel. Video này sẽ giới thiệu với các bạn các thông số cài đặt tiếp theo của bo máy phát điện Datakom DKG-507 từ P049 đến P054. Trong thời gian giới thiệu các tham số, mọi người cùng mình thưởng thức khúc hát tiếng đàn chơi vơi dịu êm. Tiếng đàn buồn chơi vơi khi lời ca lạc neo đường về, khi người đi còn mãi đam mê. Tháng ngày dài lê thế, chiều đông khuất neo chân mây. Thuyền xưa xa bến bao ngày, tình vào cõi nhớ hay hay. Hoa nào mình bên nhau, vui ngày qua trăng nước sao hòa, khi tình xuân ngây ngất hương hoa. Nay hợp rồi mai tan, buồn chi ngồi đến thời gian. Tình ta lặng lẽ thu tàn, để mình đêm vắng lang thang. Hoa héo sầu vương tương tư, rơi giữa đời kết thành tình đơn côi. Người đi còn xa mãi, người về thương đắm mình. Chuyện đời sóng gió qua thôi, chuyện lòng nhung nhớ hôn người. Nỗi buồn dài như đêm, kỷ niệm xưa theo dấu tình sâu. Chẳng màu côi thao thức thanh thâu. Tháng ngày dài tha hương, đời ta mòn gót phong sương. Vượt qua bao mối đơn trường, ngày về chan chứa tình thương. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe. Ngay bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về 6 tham số từ 049 đến 054 trước khi vào trình cài đặt. P049 chuyển đổi vòng quay RPM từ tần số điện máy phát. Có hai lựa chọn số 0 và số 1. Trong đó số 0 là không chuyển từ RPM mà đọc từ cảm biến vòng quay. Số 1 là chuyển đổi từ tần số. Thông thường mặc định là số 1. Bo tự chuyển đổi vòng quay RPM từ tần số máy phát hẹp bằng thuật toán lập trình sẵn. P050 đếm số bánh răng của bánh đà. Đây là số lượng xung được tạo ra bởi bộ phận cảm biến nhận từ tính trong một lượt của bánh đà. Tham số này cũng được sử dụng trong việc chuyển đổi tần số của máy phát điện đến vòng tua máy. Các tần số tính bằng hạch được nhân với tham số này trong quá trình chuyển đổi sang số vòng trong 1 phút. Giá trị mặc định của tham số này là hệ số 30 đối với bo DKG-507. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp người cài đặt cần căn cứ vào tần số thực của bit tông động cơ để điều chỉnh hệ số. P051 cảnh báo vòng quay thấp tắt máy. Khi bo tính toán và nhận biết vòng số vòng quay thấp hơn định mức cài đặt thì máy sẽ tắt. Thông thường đối với động cơ, đầu phát vòng tua 1500 RPM thì cài đặt mức thấp nhất tắt máy là 1400 RPM, tức là 1400 vòng trong 1 phút. Hoặc có thể cài về không để bỏ qua cảnh báo này. P052 cảnh báo tốc độ vòng quay thấp. Khi bo tính toán và nhận biết vòng số vòng quay thấp hơn định mức cài đặt này thì máy sẽ cảnh báo về đèn, còi, nháy đèn chỉ báo trên bo. Thông thường đối với động cơ, đầu phát vòng tua 1500 RPM thì cài đặt mức thấp cảnh báo là 1450 RPM. Hoặc có thể cài về không để bỏ qua cảnh báo này. P053 cảnh báo tốc độ vòng quay cao. Khi bo tính toán và nhận biết vòng số vòng quay cao hơn định mức cài đặt này thì máy sẽ cảnh báo về đèn, còi, nháy đèn chỉ báo trên bo. Thông thường đối với động cơ, đầu phát vòng tua 1500 RPM thì cài đặt mức cao cảnh báo là 1650 RPM. Hoặc có thể cài về không để bỏ qua cảnh báo này. P054 cảnh báo vòng quay cao quá tắt máy. Khi bo tính toán và nhận biết vòng số vòng quay cao hơn định mức cài đặt thì máy sẽ tắt. Thông thường đối với động cơ, đầu phát vòng tua 1500 RPM thì cài đặt mức cao nhất tắt máy là 1700 RPM, tức là 1700 vòng trong 1 phút. Hoặc có thể cài về không để bỏ qua cảnh báo này. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các giá trị thông số. Để vào trình cài đặt, nhấn đè phím menu tầm 10 giây chờ đến khi màn hình hiển thị vôn lên chữ bờ rồ thì thả ra. Nhấn tiếp phím menu đến giá trị số 49, trong màn hình hiển thị dòng điện. nhấn phím mũi tên lên xuống để tăng giảm giá trị cài đặt tại màn hình hiển thị tần số, tức là màn hình số 3 bên trái, từ trên xuống. Nhấn tiếp phím menu và phím mũi tên lên xuống để thay đổi giá trị cài đặt các thông số tiếp theo. Nhấn phím stop màu đỏ để lưu giá trị cài đặt và thoát khỏi trình cài đặt. Video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các thông số cài đặt. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Chúc các bạn thực thành công. Hãy đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha. Bình luận trao đổi học hỏi thêm.